cho lên ngửi nè. Cháy rồi thơm, cháy rồi ăn không được nghe. Ăn không được đấy. Sinh nhật nha, lần sinh nhật bà nha. Ha, sinh nhật ca được ca. Rồi sao lại gãy đầu nữa dạ? Đó, bởi vì cái này. Cảm ơn chủ nha. Ha
đồ mẹ kìa. Ừ. Cảm ơn Ly với chủ nha. Chủ ơi, mình đã chủ với Ly nè. Em đẹp không? Em đẹp không? Đẹp cái mặt. Cái mặt xinh nữa. Đúng rồi, sữa ngon lành lắm mà. Đẹp không? Chân đẹp không? Đẹp. Xinh nè. Cái mặt đẹp. À, mặt cũng xinh đấy. Sướng lắm mà. Mua nhà cho em nhé. Chơi với em nhé. Ừ, đúng rồi, đu nhẹ thôi để từ em uống xong rồi đu nhé. Được không? Như rồi? Nhé. Thank you.
Chú đem đi làm gì đây? Đổ sữa. Sữa sao lại pha như này? Hả? Sao lại pha như này? Ừ. Hứa sữa rồi. Hứa sữa của ba rồi. Ừ. Hả? Pha như này em uống ở đâu? Nghe chưa? Đi đứng yên nào. Không nghịch nữa nghe chưa? Không nghịch. Ừ, đừng nghịch nữa. Ngực là chỉ trụng la lắm. Rồi cái này đưa đây. Đưa đây bác.
Nước cho em uống nha. Chị chú nha. Đi nào Linh. Đi, đi lên cam con. Đi lên cam đi. Đúng rồi, mang ra đây. Mang cái bao của cam này. Trời ơi trời. Cảm ơn. Nghe. Dạ. Được không? Ngon không? Ngon không? Rồi, đi lấy thêm quả nữa đi con. Lấy thêm quả nữa đi. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn Ly nhé. Ngon không? Ngon không? Nè, cho con vào đây. Đứng lên, con đứng lên. Đây. Nè, con chỉ cho. Không, không, không. Đây, chỉ cho, này. Nè. Đó. Đó, thấy chưa?
tay của em nhé. Rồi. Đây cầm tay đi con. Này. Con uống đi chú ạ. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay Lily sẽ giúp mình dọn dẹp nhà cửa nhé Lily nhé. Bây giờ mình đi dọn nhé. Đây, Lily lấy đầu đi. Lấy bỏ ở đây đi. Đây hả? Lấy cái gì đi? Cái này bỏ đây đúng rồi này. Cái này là giấy lau này. Con nghịch con phải bỏ ở đây nhá. Sau nghịch con bỏ gọn lại nhá. Rồi, đây là bánh. Bánh dẻo, đúng rồi, bỏ đây hả? Không được cắn đâu, cắn này hư đấy. Cắn nó thủng là hư đấy. Đây là bánh dẻo nhá. Con lấy đồ đi kia. Lấy đi. Đấy là thùng hộp sữa hết rồi, con bỏ kia kìa. Bỏ thùng rác đi. Rồi con bỏ xuống đi con. Rồi. Đây này con. Đúng rồi, con bỏ thùng rác đi. Bỏ xuống. Đúng rồi, qua đây. Qua đây. Đây, con bỏ vào thùng rác đi. Bỏ thùng rác đi con. Rồi, bán đây rồi. Bây giờ những cái món này là dùng được đi nhá, là không phải rác. Mình cất trong tủ nhá. Đây cho con. Đây này. Cái món này là mình cất trong tủ này, cất trong tủ lạnh nhá. Con mở tủ ra. Con bỏ tủ lạnh đi. Bỏ trong đó, ở trong kia kìa. Đúng rồi, đây nữa này. Con bỏ trong kia đi. Đúng rồi, bỏ xuống. Đó, đây. Đóng tủ này hả? Ngờ được không? Đúng rồi. Sai kìa rồi. Đúng rồi. Rồi đứng xem nào. Đẹp chưa? Rồi còn ra cái ngồi đi. Ra cái ngồi ăn xong rồi đi ha. Ăn xong rồi đi nhá. Rồi đứng xuống nào con, đứng xuống. Để gọn cái bàn đây. Để gọn ghế lại nhé. Rồi đi thôi. Đi nào. Qua đây đi. Đây đây. Đi nào đi. Ha ha.
không được. Không. Chị ở đây nè. Để chị cắn cho nghe. Chào mọi người, hôm nay mình nhận được món quà từ cô Kim. Cảm ơn cô Kim đã gửi món quà đến em Didi ở bên chú. Bây giờ mình cô Kim đúng rồi. Bây giờ có lần với con mở em đi cùng mở quà nha, xem bên trong có gì ha. Em đi xuống đây nè, đi xuống đây. Xuống đây chị đứng. Đặt tay em đi á. Đẹp quá ha. Rồi bây giờ cái đồng hồ này của ai đây, biết cô tặng cho ai đây ha? Cô Kim tặng đồng hồ cho ai đây? Đồng hồ cho chú học bài đó. Đồng hồ chú học bài hả? Nhớ đồng hồ hả? Nhớ dậy sớm nha. Rồi món quà tiếp theo này, đây là đất nặng. Wow, nhiều màu quá này, đẹp quá ha. Quấn được 24 ha. Cái này chắc để bố lưu lại ngày sinh nhật của Ly nhé. Rồi cảm ơn cô ha. Bây giờ mình sẽ cùng với em chúng chơi cái món đất nặng này nha. Này, con gần này ha. Này cái gì đây? Cái này cái quân này. Wow. Bẹp ra ha, làm bẹp ra để mình đưa vào con mình ép nhé. Đây đây là đây ha, đây bác chỉ đặt đây là đúng rồi đó, dở quá luôn. Ly có làm đâu, ôi rồi. Em đi xem thì chú lăn kìa. Em đi muốn học này đó. Chú lăn thế này đi thì chú. Em đi chơi thế nào đây? Em đi chơi này không? Đây bỏ đây.
là con gì đó. Con vẽ cái gì đấy? Con làm cái gì đấy? À, đấy. Để con ta lăn thử nè, lăn thử nè. Con làm màu vàng đi. Con làm màu vàng. Xoa đầu em đi. Em ăn chuối. Ừ. Chờ em ăn nữa. Em no rồi á. Em no rồi, đúng rồi. Em không ăn nữa đâu. Nói em là cho chị chuẩn bồng xí. Hả? Xí. Hả? Nói em là cho chị chuẩn. À, em cho chị chuẩn bồng xíu đúng không? Chị chuẩn rất đi học nữa. Đi ăn cái gì á? Ra chơi đi, ra chơi với em đi. Đi ăn gì á? Ừ. Ra chơi với chị Chún đi. Đi. Ra chơi với chị đi. Đi. Chị Chún bồng. À thì Chún bồng tí, cho bồng tí thôi. Ừ, khó tính quá. Khó tính quá. Đi đi, đi. Đi đi, đi bồng, chị Chún bồng tí đây. Tí thôi, trời. Ủa. Em ăn cái gì á? Em ăn chuối. Ăn chuối trong má nha. Ra chơi đi. Ra chơi chị Dũng. Ra chơi chị Dũng tí đi. Ừ, chị Dũng thương. Nha. Đúng rồi, giỏi, đi ngoan. Đúng rồi, ngoan nha. Đấy, chị Dũng có đồ chơi kìa, thấy không? Chị Dũng đồ chơi rồi. Đây nè, chị Dũng có vòng đẹp nè. Đó. Đẹp quá nhỉ? Ừ, vòng đẹp quá, thấy chưa? Cho em xem tí này. Đấy. Em để đâu á? Đi xem vòng ấy. Đây đây đây, bế, bế bế bế. Bế xí. Bế xí rồi. Bế xí con. Vòng em lên đây, em ngồi. Hả? À. Em ăn no rồi. Ăn no rồi á. Em ăn kiểu gì á? Em ăn cái kiểu gì đúng rồi. Em no đúng không? No rồi cất đi nhá. Không cho em ăn nữa nhá. Đấy. Đó, em giỏi. Chính xác, em giỏi quá. Cầm rồi em ăn. Em ăn nữa rồi, em no rồi. Trời ơi. Không cho em ăn nữa. Em ăn kém chọn quá. Cái gì ấy, gì mà ôm chặt người ta vậy? Nhờ. Đi đi. Đi bắn đi, bắn đi, bắn đi. 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 Cho chị Chứng bồng 21 thì chúng dẫn đi chơi siêu thị nhá. Nghe chưa? Ừ. Đi có nghe gì nói không? Đúng rồi, lúc nào dẫn em đi chơi đồ chơi đúng không? Chị Dũng mua được cho rồi em. Hả? Nhiều hả? Đúng rồi. Chào bóng nè, chào bóng chơi nè. Để em ngồi ngon chào mọi người nhá. Hôm nay là ngày nghỉ nên mình làm món bắp xào cho bé Chún và bé Ly nhé. Hôm nay Chún với Ly là giúp bố làm món bắp xào ăn nhé, được không? Được không? Chún giúp nhé. Rồi bây giờ là Chún giúp bác này bóc cái bắp xào nha, bóc bắp này. Đấy, để bóc như vậy nha. Đó, thấy không? Đó, đúng rồi. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Rất mạnh ạ. Đó. Bây giờ bắt cắt này là dễ bóc nhé. Rồi, em đi ngồi đây giúp chị nhé. Thấy chưa? Nè, uống sữa nè. Má ơi,
cắt dùng con ở chỗ này. Đó, đúng rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Rất mạnh nhé. Đó. Bây giờ bắt cắt này ra là dễ bóc nhé. Không, anh ngoan, anh ngoan nghịch thôi. Anh kia. Rồi, bóc cái bắt kem bóc. Bóc ngồi. Đi xử lý hai cái hạt đi, hạt nó dư rơi thì xử lý đi. À, rồi chú bóc ra chưa, hết chưa, bóc sạch cái nhá. Đây nè, đây đi nè, nè, thấy không, nè, chú thấy đẹp không? Ai da. Giật mạnh ra nè. Giật mạnh ra nữa nè. Đây, chú, bóc cái này ra. Bóc cái này. Đi bác. Rồi, chú bóc cái này ra, nhặt cái này ra. Nhặt cái râu đi. Để bác lấy cái này nhé. Đấy, nhặt cái râu ra đi. Nè, nhặt râu này. Rồi cất vào đây nhé. Được chưa? Ba ơi, đừng để con ba. Ừ, em ăn đấy. Em ăn bắp đấy. Bắp được, ăn được đấy. Được không được. Được chứ, ăn ngon lắm. Ngon lắm. Ừ. Nhỉ Ly. Ừ, ăn vài cái này luôn kìa. Ăn vài cái mẹ cho má. Bắp ngon quá hay sao mà ăn. Trời ơi. Tươi ngon quá nhỉ. Ăn không? Ừ, ngọt đấy. Đây đây. Đúng rồi, bé vào đấy đi con. Ngon không? Đây, đây nè. Bây giờ mình đi xào này nhá, chú nhá. Đem đi xào hả? Xào này bác ha. Ha. Rồi để em ngồi đi chú nè. Không được đây. Không được đây lại nó rồi. Không được đi. Này đủ chưa? Này đủ chưa? Ngon không? Ngon. Ngon quá hả? Để đi xào ha. Ngon.
ăn thôi, xong rồi nè. Đây, xong rồi. Ừ, từ lắm. Qua đây nè. Không qua kia, con kia ngồi đi. Đúng rồi. Từ từ, nóng. Nóng à? Nóng lắm. Trời trời, nóng. Đây, đây. Yeah. Ngon không? Yes. Đấy. 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 Ăn ngon. Ngon quá. Ừ. Em đang ăn đấy, em đang ăn đấy. Đúng rồi, em cầm đi, em cầm đi, đúng rồi. Đấy. Này ngon với này ơi. Ăn thử xem. Ăn rồi. Em đang ăn đấy, em đang ăn đấy. Con ăn đi. Cảm ơn, đút em. Được. Anh ngồi gì trốn đi, ăn gì trốn. Ăn đi. Ăn lắm. Ừ, ngon quá. Ngon quá. Nè, Ly nè, Ly. Nè, nhìn nè. Nè, đây. Nhìn nè. Nhìn chú ăn kìa. Ly nhìn chú ăn kìa nào. Ăn đi con, đó, ngon quá. Chào mọi người nhé, hẹn mọi người vào video lần sau nhé. Nếu mọi người thấy hay nhớ like và đăng ký. Nè, cho Ly nè. Liên với ăn cá luôn. Không biết ăn cá. Không biết ăn cá cay không? À, không ăn cay được luôn. Không à. À, em đi còn nhỏ ấy, không ăn cay được. Nhưng mà thì Trúng lớn thì Trúng ăn cay được. Đúng rồi, thì Trúng lớn rồi. Nghe chó thì Trúng cay nè. Thôi thì Trúng ăn gà, thấy không? Cũng giao cây Trúng với em ăn. Dựa phát đi, dựa phát. Wow, có thêm dựa món này. À, em ăn cơm thôi. Chúng ăn trứng không? Cho chúng một cái nha. Đây, 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 đây. Cho em ăn trứng nữa. À, em ăn cơm thôi. Chúng ăn trứng không? Cho chúng một cái nha. Thì Trúng ăn. Ừ, thì Trúng xích qua đây tí nè. Rồi ăn với em nè. Đó. Thì Trúng ngồi đây luôn. Nóng ấy. Ừ. Trúng ăn cái gì đấy? Cơm. Cơm với thịt. Cá không? Có cá không? Có cá không? Đúng rồi. Ly ăn cái gì đó? Ly ăn cơm. Ăn cơm mất dục. Mất trứng không? Nóng không? Ly vô hát đây. Đừng có cười nữa mệt quá.
lạ quá nhỉ. Làm mẹ nó hơi lâu đúng không? Cho mệt lạ quá. Của mình đây mà, sao lại bốc người ta làm chi vậy? Cơm luôn rồi kìa. Đúng rồi đấy, nuôi với em đi, cái khổng lồ luôn. Bỏ tiền chị, bỏ tiền chị cho. Cho chị. Tay không? À, chúng lớn rồi, chúng giỏi quá rồi. Cho tôi miếng cá này nhá. Còn nữa. Rồi, bận nữa rồi chị Dũng rồi. Chúng ăn cơm đi, kệ. Cá nó mẹ dọn nha. Mày mua cái thẻ để đi ăn nhé. Nhé. Mua cái thẻ để con ăn nhé. Cay chị Dũng quá. Cay quá hả? Chị Dũng lớn mà còn cay hả? Ăn thua gì chị Dũng. Đây, đứng ở đây. Đó, rồi ăn. Đấy, kiếm em cái ghế em ngồi em ăn cơm nhá. Ngồi ăn dễ thương lắm. Ăn rau ấy. Anh xem mình chưa ăn cơm canh cá kìa. Chưa có ghế mà phải đứng ăn. Con cầm cho em ăn.
Đây. Đây này, đây mình đây. Đúng rồi. Kia rơi rồi, rơi rồi. Ok. Xem bóng này. Xem bóng. Em có chơi bóng không? Má, má của em á. Cái má của em nhỏ xíu rồi đúng không? Dạ. Để em ăn. Em lắc qua, lắc lại. Em ngồi ngon nè. Chị chân hả? À, em xoa đầu đi. Xoa đầu em đi. Em ăn. Đấy, ngoan đấy. Em đi đâu lắm. À, em ăn đấy. Em giỏi, em dành đồ ăn đúng không? Cho cái ăn đấy, vồ vật đồ ăn đâu. Đó. Em đâu nè, cho miếng nữa này. Em ăn á. Ờ, ăn cơm kìa. Cái đầu. Cái đầu. Ăn từ từ thôi. Từ từ cho hả? Ai cái rảnh mất đâu mà giấu. Ăn từ từ ấy. Ừ, ăn từ từ thôi. Không mắc nghẹn đúng không? Ăn nhiều mắc nghẹn thì sao? Ăn từ từ thôi. Hi, ăn từ từ.